7 giờ rồi anh em. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và Khải sẽ show cho anh em set đồ của ban chủ Tài Xà Lưu tuyệt thớ cho anh em xem. Tại vì là vừa rồi thì anh Tài là anh Tuấn anh em ơi, Tài Xà Lưu là anh Tuấn nha anh em. Anh Tuấn vừa mua ạc rồi bắt đầu quay lại server này chơi. Thì nhiều anh em không biết anh Tài Xà Lưu anh Tuấn là ai. Thì Khải xin giới thiệu sơ qua luôn. Anh Tuấn là một trong những cao thủ, cũng là một những đại gia khét tiếng ở các cộng server của Adder Hoa. Thì đây cũng là một sự trở lại rất là hấp dẫn của anh Tuấn. Thì anh ta chơi lúc nào cũng đặt tên Tài Xà Lưu nha anh em. Lúc nào cũng có tiếng có tâm cả. Thì Khải sẽ show đồ cho em xem thử ở server này thì anh chơi đặt nào. Như là đây 104, như là con lông đao anh em. Khải nhìn sơ qua như là con lông đao. Một cái đao tốc 20, sức thương 35, rồi gia truyền 14, 40, 15, ôi khánh cả 14, 40, 15 đẹp ấy. Một cái áo ui 40, 15, 40 nữa. Chắc vậy. Hai món nhìn đẹp quá, nó mà sinh lực cao, nhìn được vào cái sinh lực cao của cái áo này. Rồi cái nón kim, sinh lực nỗ lực cao. Nón kim sinh lực 155, nỗ lực 120. Rồi đai lưng, lâm trọng 40, sinh lực 79. Nhẫn lâm trọng 40, nỗ lực 6. Cái này thì chắc chắn anh sẽ thay đổi cái nhẫn khác này. Cái nhẫn này tù quá. Đó, nói chung được cái làm chậm thôi. Rồi tiếp tục là một con nhẫn bao tay kháng lôi 19 sức lực cao. Nhẫn 17-40 sức lực lực. Giày 17-30, nói chung là hiệu ứng chó thì được 70, làm chậm được 80 và thời gian chống độc được 80. Ngọc bội kháng lôi cao đó, mọi công lông đao nha em. Qua nay thì ảnh mới đánh một đến hai trận tông kim thì Khải thấy có tốt nha em. Khải thấy có tốt tông kim thì Khải cùng show cho anh em xem luôn. Và anh này đang về ban tuyệt thớ và làm ban chủ nha anh em. Về mới về được 2 ngày thôi. Mới mua ạc thôi anh em. Đó. Thì anh em xem thì ủng hộ Dư Khải một like cũng như ủng hộ anh Tài Xà Lưu một like chia sẻ nha anh em ơi. Ok đó. Sau sau set đồ thì cũng cung lôn cũng nói chung là set đồ cũng tầm tầm như set đồ trước của Khải anh em. Mà anh này chắc là mắt vào lắm một tịch rồi anh em ơi. Mắt vào lắm một tịch chắc mắt tại thì kinh chưa thì Khải chưa biết, nhưng mà Khải nghĩ chắc anh đang dồn đập vào mắt vào lắm một tịch trước. Đang dùng đập mắt vào lắm một tịch trước, tại vì con lôn cần vào lắm một tịch. Đó, sẽ đổi ra thôi. 70 này, 80 này, 80 này, đó. Con lôn đao nha anh em. Hôm qua Khải thấy, hôm qua Khải giao lưu hát hò thì Khải thấy ảnh lên top như là top 3, top 4 gì đó nè. Top 3 tổng kim, đúng rồi, top 3 tổng kim. Qua được top 3 tổng kim. Hôm nay trận công thường chiến nha anh em. Anh em đang xem đừng quên cho một like nha.